á, chúng ta bây giờ đang bán cờ chạy mà một số chị em phụ nữ thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng máy bắt đường phố, ví dụ như đây là một cái dòng máy công nghiệp ha, các bạn thấy máy công nghiệp thì chúng ta sẽ cắm điện vào, ha, rồi thì lúc đó mình sẽ bật máy lên, ha, thì nó sẽ có một cái dòng điện 220 đi qua cái máy này. Tới lúc á mình sẽ đứng trên không, ví dụ một số bạn ha, một số bạn là thao tác bánh này chúng ta đứng trên không, chúng ta đụng đây nó sẽ bị tê tê, chúng ta đụng nó bánh nó sẽ điện, cái này là điện nè, nó chìm vô tay mình á, lấy bánh hoặc là đụng với cái áo này nè đó thì mình sẽ bị tê tê ha. Thì á khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng máy này, cố gắng các bạn giúp giùm tôi là một là phải mang dép, sử dụng dép nha. Chúng ta sử dụng dép khi chúng ta thao tác thì những cái máy này để tránh ở xung quanh này cái lượng nước đồ rơi vãi rất là nhiều, quá trình nước chúng ta sẽ hút điện rất là nhiều làm cho chúng ta tê người đi nha. Chúng ta nên mang giày hoặc là mang dép, là được rồi đó, mang dép giống vậy cũng được ha. Rồi, cách thức một thứ hai lâu dài nữa thì chúng ta sẽ tước cọng dây điện các bạn ha, tước cọng dây điện đây, chúng ta tước cọng dây điện ha. Rồi, cách thứ nhất là phải mang dép ha, rồi tránh xung quanh mình là sàn nước nhiều quá là đụng đất bị tê. Rồi thì một đầu dây điện, thì mình sẽ ở sau này nó có vàng ốc nè, rất là nhiều ốc ha, ha. Đó. 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 Thì á ở đây nó có một cái sợi dây mát đây nè, cái sợi này có cái thì nó có sẵn đây nè, chỗ này này sợi dây mát nè, cái này là mát nè ha. Một là mình đấu vô đó đây, cái này là mát nè đây. Đây. Mình đóng cái đấu cái gì dây điện mình vô mát ha. Đây. Đấu cái gì điện vô mát. Đây. Nếu mà chúng ta mà tránh hạn chế nó bị giật á thì một đầu vô mát, một đầu vô ốc này, là một đầu này là mình bắt vô cái con ốc của mình hoặc cái đinh, đây là cái đinh đi cũng được, mình đóng xuống nền, đóng chúng ta bắn xuống nền cái lỗ mà chúng ta máy đó. Thì sau đó thì mình sẽ sử dụng cái sợi dây mà mình bắt vô máy, một đầu bắt vô máy á, đầu bắt xuống đất mình đinh cũng được rồi đó. Chào các bạn, thì hôm nay đến với buổi học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác thực hiện trên một cái dòng bánh đường phố, cũng như là bánh chúng ta có thể bỏ vào các cửa hàng tiện lợi, các cái siêu thị hoặc là những cái tiệm mà bán chiên gì bán kem, chúng ta sẽ làm một cái dòng bánh gọi là bánh ốc quế các bạn ha. Thì cũng vừa khoảng 200g, 200g nước sinh hoạt. Chúng ta xài khoảng 3g muối. Rồi, mình có màu vàng ha, mình cho khoảng 2 giọt. Rồi, các bạn muốn thơm hơn thì các bạn sẽ dùng cho tôi một chút xíu bột, gọi là bột sư tử. Đây, bột sư tử. Chúng ta xài khoảng 5g. Sau đó mình hòa tan nó đi. Hòa tan. Rồi. Chúng ta có 3 hỗn hợp bột. Thứ nhất là bột mì, thứ hai là bột gạo và thứ ba là bột năng và bột bắp. Thì tôi sẽ lấy thêm cái bột năng với bột bắp lên cho các bạn. Tiếp tục chúng ta cho hỗn hợp bột vô. Bột mì ha, bột mì. Đây, chúng ta xài khoảng 130g bột mì.
Rồi, bột gạo ha, chúng ta xài khoảng 130g. Chúng ta xài bột bắp. Bột bắp thì chúng ta xài khoảng 30g thôi. Rồi, cái hỗn hợp này đã xong thì tiếp tục là chúng ta sẽ dùng cái cây lọc cầu chúng ta quậy cho hòa tan bột với cái hỗn hợp còn lại. Rồi các bạn coi ha, bột nó khá dẻo. Rồi, nó có hai cách. Một là chúng ta sẽ sử dụng cái tiểu này chúng ta làm. Tại vì cái bánh này á, khi chúng ta cuốn nấm á, ta phải cuốn trên đây nè. Đó. Đây. Bột này á, nếu mà các bạn có thời gian á, các bạn quậy xong các bạn để giùm tôi nghỉ từ nửa tiếng tới 1 tiếng để cho bột nó dẻo hơn ha, bánh nó sẽ ngon hơn. Còn không có mình làm liền cũng được. Hai chào bạn, thì chúng ta sẽ thực hiện qua cái nhiệt độ tôi đang xác định là khoảng 107-108 ha, trên một cái khuôn ốc quế này ha. Đó. Chúng ta không cần phải thoa dầu đâu các bạn, tại vì trong cái thành phần này có nước cốt dừa, trong đây nó có dầu dừa rồi, nó tự nó bong luôn. Chúng ta thoa dầu nữa nó có phí thời gian đi ha. Rồi. Đó. Mình muốn bánh bỏng thì mình phụ nó một cái ha. Đó vậy. Ví dụ như đây bên đây bánh dày hơn nè, ta đổ ví dụ như một muỗng, rồi chúng ta thêm chút xíu nửa muỗng nữa thì bánh nó sẽ dày hơn. Tùy theo các bạn thấy không, thấy cái độ dày nó không? Đó. Rồi các bạn thấy bên đây không, lượng bột nó nhiều hơn nè, ha, bánh nó sẽ dày hơn. Đó. Cho nó chúng ta chỉnh ha, bánh này khoảng 2 phút hơn 2 phút rưỡi là vừa được, chúng ta đừng có chỉnh nhiều quá. Rồi, quay xuống. Chúng ta muốn nó mỏng thì bằng cách chúng ta đè nhẹ cắt được, nó sẽ chèn ra và chúng ta sẽ chỉnh 2 phút tới 2 phút rưỡi. Nó có nhiều dạng lắm các bạn, ở đây là một dạng caro tròn, có một dạng caro sọc nữa. Thì đa số bánh mà ăn kem á, nó xài caro sọc nhiều. Caro á, giống như ô tập mình vậy đó, chỗ này là dạng caro tròn, dạng sọc tròn. Thôi các bạn thấy ha, 2 phút rưỡi, bánh mình đó, màu khá đẹp, còn bên đây chưa? Bên đây mới được khoảng 2 phút rồi. Đây. Bên đây mỏng hơn, nó màu chín hơn các bạn ha. Rồi. Chúng ta có thể cuốn nó nè, để xuống nè, ta cuốn nó. Rồi. Cái mặt nào vàng chúng ta có thể đưa ra ngoài cho bánh nó đẹp hơn chút ha. Rồi. Chúng ta để nhẹ nguội xíu à, nhanh lắm hoặc là ta để xuống nó nguội được ta rút ra. Chúng ta sẽ có hai cây này ha. Đây. Nãy giờ chúng ta cuốn ống rồi, chúng ta có nhiều cái dạng ha, ví dụ như bánh này đi, chúng ta có thể là cho nó vô đây nè, ta cuốn vô, thả nó vô, thả nhẹ nhẹ vô thôi đó. Sau dùng cái chén này nè, dùng cái cây này nè đó. Đó. Rồi đó. Giữ nó chút, để cái chén này chúng ta bỏ kem vô các bạn, chúng ta bỏ kem vô đây, chúng ta bán cho khách cũng dễ thương lắm. Đây đó, bạn thấy ha, chúng ta có mấy viên kem, chúng ta múc vô đây, giống như cái chén vậy đó, ha, cũng khá dễ thương. Ha. Ha. Nó đều bánh ghê không, nó đều màu ghê không. Đó, bánh chúng ta phải đảo, chịu khó đảo và đảo lại nó sẽ đều hơn. Các bạn coi nè, nó sẽ đều bánh ghê không. Nè, đều hơn so với những cái kia các bạn thấy không. Đó, tôi dùng kỹ thuật đảo bánh, bánh rất là đều đẹp, thấy không. Đó. Trước đây thì ít có cho các bạn clip nhiều vậy, bây giờ mà gần đây tôi sẽ làm nhiều video clip vậy cho các bạn làm cái kỹ năng nghề các bạn đẹp hơn. Và thấy không, nó đều hơn nè, bạn thấy bánh không? Không, nó đảo bánh á, bánh đảo.